Xin chào mọi người đang xem kênh Bình Yên Sống TV. Sáng hôm nay mẹ con mình đi chợ thì cái cô bán măng á, cô còn 5 mục măng thì mình mua hết luôn. Hết 5 mục măng là hơn 3 kg đó mọi người. Thì bây giờ mình nhờ cô lột bỏ cái phần vỏ hết rồi. Thì bây giờ mình sẽ cắt bỏ những cái phần màu, phần già mình bỏ đi nha. Để mình sẽ ngâm chua. Thì đây mình sẽ cắt bỏ luôn cái phần này là nó muốn hình thành măng. Hình thành lên tre nè, đó. Hình thành lên cái phần vỏ tre nè. Bây giờ mình sẽ gọt cái lớp ngoài này mình bỏ luôn. Ui chà. Mình sẽ bỏ cái phần vỏ ngoài này. Với lại bỏ cái phần gốc già này luôn nha mọi người. Cái phần này là nó hơi, cái gốc này người ta cắt hơi già rồi. Cắt già thì cân mới có ký để bán. Nhưng mà già thì nó có sơn mình không có ăn được. Rồi. Mình bỏ đi cái phần, bỏ đi cái phần già này. Bây giờ mình sẽ lấy cái phần, nguyên cái phần này để mình sẽ ăn nguyên cái phần này nè. Đó, cái phần đầu này người ta lột, cái phần khúc trên đầu trên chóp này nè. Thì cái nó sẽ hình thành cái bẹ bên ngoài của cái cây tre đó. Còn trên này nó cũng hơi già, mình sẽ cắt bỏ luôn, bỏ bớt một miếng. Chóp đầu phần hơi già thôi nha mọi người. Chứ cái lõi bên trong này là nó sẽ non nhất trong nguyên một cái mục măng, thì cái lõi ở chỗ này là non nhất nha. Rồi thì với cái mục măng này thì mình sẽ cắt làm đôi. Được không? Cắt đây đi. Cái khúc dưới này thì 1/3, phần trên thì là 2/3. Đó. Thì cái phần gốc này mình sẽ dùng để ngâm chua. Còn phần ngọn thì mình sẽ luộc, sau đó mình xào với tỏi nha. Để vào đây, tiếp tục mình làm cho bốn mục còn lại. Xào tỏi gì mọi người biết không? Bữa nay mình sẽ ăn món bánh tráng cuốn măng. Món này là ở quê mình hay ăn lắm. Không biết là mọi người có ai ăn thử chưa. Đó, lấy phần non thôi. Rồi, cắt phần. Ok, vậy là xong. Cái phần ngọn đó mình xào rất là ngon nha. Tại vì nó mềm và nó ngọt nữa. Còn cái phần gốc thì mình ngâm chua thì nó sẽ ngon hơn. Bởi vì cái phần gốc thì mình ngâm nó giòn. Mình ngâm khi nào mà nó chua rồi đó, mình để dành vô tủ lạnh nha. Ăn từ từ, khi nào mà mình nấu canh chua cá đuối hay là cá biển gì đó, chả cá biển, nấu lẩu canh chua. Rồi, cắt bỏ luôn cái phần ở trên này, lột lớp ở ngoài, bỏ luôn, nó hơi già. Người ta lột giùm mình nhưng mà người ta cũng chừa chừa lại cho nhìn một măng nó dài, nó đẹp hơn chút. Như vậy là mình đã chia phần xong rồi mọi người. Đó, thì bây giờ mình sẽ mang rửa hết luôn nha. Số măng mà mình đã vừa rửa xong thì bây giờ chúng ta sẽ chia, mình cắt ra để mình cái phần mà mình xào thì mình sẽ luộc nha. Đây, những cái phần đầu này là mình sẽ cắt để luộc. Đó. Sắp dày hay mỏng là tùy mọi người nha. Nhiều người thích ăn dày cho giòn, còn người thích mỏng cho nó mềm thì tùy cái sở thích mà mình sắp thôi.
thì để dài, muốn ngắn thì cắt đâu. Vậy thôi, đơn giản. Mình nấu mình ăn rồi, mình làm sao mình cảm thấy vừa miệng vừa ý mình là được. Không cần có theo ai hết. Măng thì lâu lâu mình ăn lần thôi nha mọi người, ăn nhiều không tốt cho sức khỏe, không có bổ dưỡng gì hết, tại vì mình ăn mình cảm thấy ngon miệng như thôi chứ không có bổ dưỡng gì đâu. Ăn nhiều cũng đau lưng, nhức xương, nhức khớp. Xong rồi. Bây giờ mình sẽ cho nước vào đây rồi bắt lên luộc nha. Một cái mẹo nhỏ để mà mình luộc măng không bị đắng thì mình sẽ cho vào đây đường nha mọi người. Cho đường chứ không cho muối nha. Rồi. Như vậy là được rồi. Mình sẽ đổ nước ngập lên cái phần măng này. Đó. Bật bếp lên. Bây giờ thì chờ măng chín nha mọi người. Trong khi chờ măng chín thì mình sẽ pha 1 lít nước sôi nha. Cái ca này nó hơn lít. Rồi ok, nhiêu đó là được rồi. Thì 1 lít nước sôi này mình sẽ cho vào đây 1 muỗng đường và 3 muỗng muối nha. Để chi để mình làm cái nước này là một tí nó nguội á, đường muối nó tan ra hết, nó nguội là mình ngâm măng chua. Rồi khuấy đều lên nha các đồng chí. Đó, khuấy đều cho nó tan phần muối và đường ra. Rồi mình cứ để đây đi cho nó nguội, khi nào nguội mình mới đổ vào măng mình ngâm nha. Bây giờ trong khi mình chờ cho măng luộc chín thì mình sẽ sắc cái này để mình rửa, tí nữa mình ngâm. Măng luộc của mình đang sôi gần cạn nước rồi đó mọi người. Cái màu măng như thế này là mình sẽ gần mình vớt ra được rồi nha. Thôi mình chờ chút xíu nữa đi cho mấy cái cùi này nè. Cái cùi này nó chín hết rồi. Đây mình vừa mới bắt một nồi nước, trong này mình bỏ một ít muối và một ít bột ngọt nè. Mình sẽ luộc vài con tôm. Đây là tôm biển nha mọi người. Tôm biển mẹ mình gửi cho. Đây là phần măng mà mình đã vớt ra, mình xả nước. Bây giờ mình sẽ ướp gia vị trước khi xào nha. Đó. Mình sẽ ướp đường, bột ngọt. Muối. Mình ướp trước như thế này thì cái phần măng của mình nó sẽ thấm đều gia vị hơn là lúc mình đang xào mình cho gia vị vào. Rồi tôm của mình sôi quá chừng luôn. Như vậy là chín rồi, mình vớt ra. Rồi vớt tôm xong mình tận dụng cái nước đó mình luộc thịt luôn nha mọi người. Mình sẽ luộc thịt ba chỉ. Rồi cho vào trong nước luộc 2 củ hành để cho cái phần thịt nó được thơm hơn. Để nắp lại. Lửa lên.
cho dầu vào chảo bên này nha. Tiếp đến là phi hành. Wow, khói bốc nghi ngút ám vô màn hình luôn, mờ màu ảo ảo luôn. Rồi cho hành phi lên, như vậy là xong rồi, mình đã xong món măng xào. Này là chanh mà cô Tư mình trồng cô cho. Còn đây là nước mắm cá biển nha. Đây là nước mắm nhà cậu mình tự ủ nè. Hoàn toàn không có phụ gia, chỉ cá với muối thôi. Rồi chắc cho thêm tí nữa. Hôm nay nhà mình hết ớt rồi, mình lấy đỡ cái ớt sừng ở trong cái sáng mình ăn hủ tiếu người ta cho đó, nên là nó không có lên màu. Mình sẽ sử dụng cái hũ nhựa này để mình bỏ măng vào mình ngâm. Thì nếu mà mình ngâm chua, tất cả các loại gì mà mình ngâm chua thì mình nên sử dụng cái hũ sành sứ hoặc là thủy tinh là tốt nhất. Nhưng mà tại vì mình không có, cho nên mình dùng đỡ cái hũ nhựa nha mọi người. Mình sẽ cho hết cái phần măng vào trong cái hũ này. Cái hũ này nó hơi nhỏ, mình phải ém chặt xúc và còn dư vài miếng để mình đè nó vô. Rồi vậy là vừa đủ đủ hũ luôn đó mọi người. Rồi mình sẽ đổ hết cái phần nước này vô đây nha. Một lít nước mình không biết là đủ không nữa nè. Nhớ là chờ cho cái phần nước nó nguội
nó nguội hẳn rồi, mình hãy đổ nha. Mẹ em đây. Ồ, đây mẹ xíu. Rồi, còn dư một ít nước. Dùng tay ém, ép chặt. Rồi như vậy là xong nha mọi người, mình dùng tay mình ém chặt xuống, mình có cái gì mình đè trên này nè. Mình đè cho cái phần nước nó luôn luôn qua khỏi cái phần măng nha. Chứ không là cái phần măng mình nó nổi lên là nó sẽ bị úng á. Rồi như vậy là đậy nắp lại là mình đã hoàn thành xong cái món măng ngâm nha. Thì khoảng 3 đến 5 ngày gì đó thì măng nó sẽ lên men, nó chua. Mình kiểm tra độ chua phù hợp với cái khẩu vị của mình rồi thì mình cất vào tủ lạnh. Như vậy là mình đã hoàn thành xong bữa cơm với món măng xào tỏi, thịt luộc, tôm luộc, cuốn bún và bánh tráng nha mọi người. Và bây giờ mình xin mời mọi người cùng dùng cơm trưa với gia đình mình nha. Đây là nước artiso đỏ. Bây giờ mình sẽ rót ra một ly với đá. Vì có ăn là phải có uống nha mọi người. Đó, như vậy là đủ rồi. Ok, bây giờ mình ăn thôi mọi người ơi, đói bụng lắm rồi. Bữa cơm hôm nay làm hơi lâu nha, tại vì có món măng xào phải luộc rồi mới xào được. Video của mình đến đây xin được kết thúc nha mọi người. Chúc mọi người có một bữa trưa ngon miệng nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Hy vọng là mọi người sẽ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Cảm ơn rất nhiều.